Chị My, uống miếng trà đi. Bây giờ có đưa tụi nó đi học không? Đi học cái gì? Bây giờ muốn bước ra khỏi nhà cũng không được nữa. Má, thực ra lúc nãy má cũng hơi quá đáng. Cái gì? Nó và anh của con danh bất chính, ngôn bất thuận, làm cho lộn xộn rắc rối, ra cái gì chứ? Má nói nó như vậy có thể là ví dụ sai, nhưng người sai nhất là nó. Tóm lại, má sẽ không chấp nhận nó làm con dâu cái nhà này đâu. Con cũng không có chấp nhận cổ làm chị dâu con. Nhưng mà dù sao má cũng không nên nói những lời như vậy trước mặt mọi người. Má nghĩ coi, hai đứa cháu đứng ở bên cạnh má, có lý nào má lại dạy hư tụi nó? Con tưởng là má muốn chửi anh Duy như vậy hay sao? Thật ra má nhìn nó trưởng thành. Lúc còn nhỏ, nó rất là dễ thương, rất là ngoan. Bây giờ anh Trúc đi rồi, má phải càng bảo vệ nó, thương nó. Ai ngờ nó lại không biết quý thân mình. Nó phá hoại gia đình của chúng ta, làm hai đứa cháu của má rất tội nghiệp. Má mới giận dữ chửi nó như vậy. Còn nghĩ má chửi nó không thấy xót hay sao? Trước đây má coi nó như là con ruột của mình. Má cũng không ngờ lại ra nông nổi này nữa. Nội ơi, nội đừng nói. Anh Ghi, xin lỗi em. Anh không cần phải nói xin lỗi. Con đường này là do em chọn. Tại vì anh thu xếp không được tốt. Em không có giận anh, em giận bản thân mình. Tại sao biết anh có vợ mà em vẫn còn mù quáng đâm đầu vào? Dù gì chửi em với lời nẻ nặng đến mấy, em cũng không có tư cách cãi lại. Em đáng bị chửi. Anh Ghi, em đừng nói mình như vậy mà. Con đường này không chỉ có một mình em chọn, anh cũng có phần trong đó. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ cùng em gánh chịu. Anh chịu đựng được nhưng em không chịu đựng được. Em cũng tưởng em có thể chịu đựng được những lời nặng nhẹ, thì ra là không được. Em cảm thấy rất khó chịu, em cảm thấy rất ấm ức. Em nghĩ mình có thể coi như không có gì, nhưng em thật sự không thể làm bộ được. Nếu như mà còn sống để ba nghe được, ba nhất định sẽ thấy nhục nhã. Em đi à? Anh mặc kệ em. Tại sao em phải chịu sự nhục nhã này? Biết bao nhiêu người yêu em, tại sao em nhất định phải yêu anh chứ? Anh có gì tốt? Thật ra em rất giận anh, nhưng em lại không thể bỏ anh. Em rất hận bản thân mình. Em nghe lời anh, đừng vì lời lẽ nóng giận nhất thời của má mà tổn hại tới chúng ta. Nếu như em bằng lòng, anh lập tức tuyên bố đám cưới với em. Anh muốn em đàng hoàng chân chính làm vợ của anh, ngăn cản những lời lẽ khó nghe. Anh không để tâm tập chí giết gì sao? Anh không để tâm những gì trước đây em đã làm sao? Thực ra mấy chuyện đó Matthew đã nói với anh lâu rồi. Sở dĩ em làm như vậy cũng là vì anh. Người phải rây rứt là anh mới đúng. Anh hai, gà sa tế nóng hổi thơm ngon, đây ăn thử đi. Chắc chắn là rất ngon. Thực sự rất là ngon đó. Anh hai à, thấy anh ăn ngon như vậy tức là em khỏi phải ăn ủi anh rồi. Sao? Em coi tạp chí rồi hả? Coi hết rồi. Anh tính sao? Anh tính đám cưới với anh Ghi. Anh hai à, anh không sợ ngăn cản đám cưới với anh Ghi. Điều này cần có sự can đảm rất lớn. Nếu đổi lại là em á, em có thể giải quyết không được thoải mái gì đâu. Tùy thuộc em cảm thấy cái nào quan trọng hơn. Ở trên đời này chính là như vậy, không phải chuyện gì cũng có thể dàn cả đôi đường được. Cũng phải, có lúc em không ngủ được ngồi suy nghĩ, ở đời làm nhiều việc như vậy cuối cùng sẽ ra sao đây. Nhưng mà em đang nghĩ ra được, chỉ cần anh cố gắng hướng đến mục tiêu của mình, cuối cùng nhất định sẽ có thành quả tốt thôi. Nhưng Minh à, có phải làm việc ở dạng cơ áp lực rất lớn, rất cực không? Dạ không phải, được mà, em có thể giải quyết. Thật ra bây giờ má đối với chuyện của anh và em Ghi cũng còn hơi giận. Anh nghĩ má sẽ không để cho anh tiếp quản là dạng cơ sớm như vậy. Má mì cũng không thể giận suốt đời được đâu. Em nghĩ sớm muộn gì anh cũng làm đại chức CEO. Tuy bây giờ dạng cơ có em và chú Tài quản lý, nhưng nếu như em làm vất vả quá hoặc là có gì không giải quyết được, em nói cho anh biết, anh sẽ giúp em. Chuyện của ngân hàng anh đừng bận tâm. Em cảm thấy bây giờ anh nên dành thời gian hàn gắn lại quan hệ với má mì. Vậy đi,
Em sẽ nói giúp vài lời trước mặt má Mi được không? Cảm ơn. Không có gì. Má Mi, chà, khuya rồi còn chưa ngủ nữa hả? Ôi trời ơi, sao mà nồng nặc mùi rượu vậy? Hả? Có uống rất nhiều rượu sao? Con nói là đến biệt thự gặp Nhất Nguyên, con uống nhiều rượu như vậy. Hai anh em đã nói chuyện gì? Không có, anh hai nói là đám cưới, cả hai vui vẻ nên uống. Cái gì? Đám cưới? Trong lúc này mà nó đám cưới với anh Ghi? Nó không sợ phóng viên, không có gì để đăng hả? Má Mi à, xin lỗi con không nên nói. Má đừng giận nha. Biết đâu là ảnh không có làm thiệt. Ban đầu ảnh... Con đừng có nói nữa. Nó dám nói với má sao? Không lẽ nó nói với má là vì người đàn bà đó không cần gia đình, không cần má, không cần con cái nó sao? Anh hai không có ý này đâu. Má biết. Nó giận má sáng nay nặng lời với em Ghi, cho nên cố tình chống đối má. Má càng cấm tụi nó đến với nhau thì nó càng muốn cưới con đàn bà đó. Nó muốn chọc cho má tức chết mới vừa lòng mà. Cái thằng bất hiếu này, má coi như không có sanh nó ra. Má Mi à, má đừng có giận nữa mà. Huyết áp của má cao đó. Hả? Tôi có rót ly nước cho má uống. Đừng giận nữa nha. Má Mi à, đừng có ăn bánh mỡ mà. Con để má ăn đi. Bánh mỡ này nhiều cholesterol. Con để má ăn nhiều quá, đừng ăn mà. Đừng con ăn mà. Để má ăn đi. Trước đây á, má thật sự muốn sống thọ một chút. Con niên vì sức khỏe của má, một tuần chỉ cho má ăn một miếng nhỏ. Bây giờ đứa con không cần má, nó không cần cái gia đình này. Má đã mất đứa con trai rồi, má còn sống thọ để làm cái gì nữa? Để má đứt mạch máu chết đi, để đi gặp ba của con cho rồi. Con để cho má ăn đi. Má không được ăn. Má không được ăn mà. Nè. Má Mi à, chỉ tại lúc đó má giận quá nên mới nói vậy thôi. Anh hai không có tính toán với má đâu. Anh một ngày là con má, suốt đời cũng là con của má, sẽ không thay đổi đâu. Má Mi, má nghe lời con. Nhớ kỹ, sau này cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, con trai má cũng họ Trác. Con trai má mãi mãi hiếu thảo với má, mãi mãi cũng kề cận bên má, bởi vì ảnh là con của má. Đứa con đó chính là con. Bây giờ chỉ có con hiếu thảo với má thôi. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.